Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 117 Bài toán này là thầy minh họa cho phần liên quan đến este vận dụng cao Và cụ thể ở đây là ST đặc biệt Và ST đặc biệt ở đây người ta khai thác cho cả ancol và cả muối Bài này rất là hay như vậy, do đó là thầy ví dụ luôn Thứ nhất là thầy có Cái gì ở đây Hỗn hợp ban đầu của thầy gồm Thứ nhất là axit R1COOH. Thứ hai là este Thầy có là R COO. Đó. Và đây thầy có là R' tất cả hai lần. Theo đề thi. Thực hiện phản ứng với NaOH thì thầy thu được hai muối. Muối thứ nhất là muối đơn trước của axit. Muối thứ hai là muối hai trước của este biết rất điểm đạm ra như này không vấn đề gì cả. Tiếp theo, rượu của thầy ở đây thầy có là R.OH ER, thực hiện phản ứng phụ với ancol, em có CO ra anđehit. Anđehit đem tráng bạc. Thì bạc của thầy ở đây tạo ra là bằng 2,4 mol. Ở buổi trước thầy có bảo rằng là khi người ta khai thác về liên quan đến phản ứng này thì đặc biệt chú ý hộ thầy xem cái ancol này có phải là CH3OH hay không. Đây là câu hỏi phải đặt ra đầu tiên. Tiếp theo phản ứng phụ thứ hai là phản ứng phụ với muối, khối lượng muối của thầy là 86,2 g. Thì khi thực hiện phản ứng với vôi tôi sút thì các em thu được là An can, an can. Và số mol can là 0,55 mol có sẵn luôn rồi như vậy các em sẽ dựa vào cái số mol này ankan là 0,55 thì nhớ hộ thể là số mol ankan bằng tổng số mol muối như vậy tổng là 0,55 và số mol muối thì bằng tổng số mol của hỗn hợp ban đầu là 0,55 đó rất đơn giản như vậy như vậy từ đây các em có thể khẳng định được cái rượu này chắc chắn là ch 3 h bởi vì sao bởi vì nếu rượu đó không phải là c 3 h khác c3h thì khi đó thầy có là R ER, phẩy OH của thầy thầy chia 2 là 2 1,2 mol điều đó là sai tại sao sai bởi vì tổng hai chất của thầy ban đầu mới có 0,55 mà một mình gốc rượu của thầy đã chiếm 1,2 mol là sai luôn rồi như vậy chứng tỏ rượu này phải là CH3 OH vậy thầy chia 4 là 0,6 mol tỷ lệ 1,4 0,6 mol thì suy ra cái ST này thầy chia 2 bởi vì có hai gốc rượu vậy là 0,3 Vậy cái axit này của thầy là 0,25 Suy ra muối này là 0,25 Muối này là 0,3 mol luôn Bây giờ có một số bạn quên mất cái phản ứng Lung vui vôi thôi sút Bây giờ thầy sẽ lấy cái ví dụ cụ thể để các em hiểu hơn Cái cơ chế của lung vui vôi thôi sút là cái gì Chất đơn giản nhất là CH3CONA Đây thầy có CH4 đây Cộng với NA2CO3 Cơ chế là chuyển cái này Thành nhốc hydro Vậy đây chính là CH4 Tương tự với muối hai trước của thầy Cũng tạo ra được CH4 Theo đúng cơ chế trên Chỉ khác tỷ lệ và N thôi Thì các em có là CH2 Các em gắn với 2 H vào đây Cũng là CH4 Cộng với 2 N 2 CO3 Đó Thì các em thấy nhận xét quan trọng Là cái gốc R1 là CH3 và gốc R của thầy là CH2 tức là hơn kém nhau một nguyên tử hydro. Như vậy từ đó các em tìm được R1 và R rồi. Từ đó các em tìm ra được R1 của thầy ở đây. Các em bấm ra kết quả nó sẽ bằng dựa vào thông tin về tổng khối lượng này. Dựa vào R1 của thầy với R hơn kém nhau một hydro thì các em tìm ra được R1 của thầy ở đây là 29 và R của thầy là 28. 29 là C2H5 và 28 là C2H4. Gốc của nó đó. Như vậy, sau khi tìm được hai gốc này rồi thì không có gì khó khăn nữa cả. Chúng ta khẳng định luôn este của thầy sẽ là este số 1 là C2H5. À xin lỗi, ở đây có cả axit, vậy là axit là C2H5COOH. Và este của thầy là gì? c 2 h 4 ch 3 tất cả hai lần. Số mol là 0, và 3 mol. Số mol này là 0,25 mol. Từ đó các em tính phần trăm khối lượng phần trăm khối lượng của X thì ở trong hỗn hợp, tức là phần trăm khối lượng của este. Từ đó các em tính phần trăm khối lượng ra. Thì M của nó tính sấp xỉ bằng 70,3%. Và đáp án thầy có là đáp án A. Đó. Ở đây thầy ôn cho các em hai kiến thức lại. Một là phản ứng phụ của rượu để tạo ra anđehit sau đó sáng bạc. Hai là phản ứng phụ của muối là thực hiện phản ứng lung với vôi tôi sút. Các em phải nắm chắc hai vấn đề này thì các em xử lý bài toán này mới gọn được. À, hy vọng rằng là, là có giá trị tham khảo với các em.